Hello tất cả mọi người. Thì hôm nay chị em tớ sẽ giới thiệu với các bạn về một loại cây này. Đây là cây cau tiểu trâm nhá. Cây cau tiểu trâm này thì có dáng vẻ thanh thoát nè, vươn cao mạnh mẽ và trở thành cái cây mà quen thuộc với tất cả mọi gia đình, mọi nhà đó. Thì nhưng mà không phải ai cũng biết về công dụng và cách trồng này, ý nghĩa của cây cau này. Đó. Thì trong cái clip này thì các bạn sẽ cùng tìm hiểu với mình nhá. Trước hết là mình sẽ giới thiệu sơ qua về cây cau tiểu trâm này. Cây cau tiểu trâm thì nó là một loài thực vật thuộc họ cau và xuất hiện đầu tiên tại phía nam của Mexico và một số quốc gia ở Trung Mỹ. Thì ngày nay cây cau tiểu trâm đã xuất hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới và nó đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Ở tại Việt Nam thì cau tiểu trâm còn được gọi với cái tên là cây dừa tụ nhân. Thường có hai loại, đó là cau tiểu trâm trồng đất và cau tiểu trâm trồng thủy sinh. Còn đây là cây cau trồng kiểu đất. Cây cau tiểu trâm là loại cây thảo thân gỗ, thường mọc thành bụi và có hình dáng như một bụi dừa nhỏ. Chiều cao trung bình là từ khoảng 20-30cm. Tuy là cây ưa sáng nhưng cây cau tiểu trâm cũng có thể sinh trưởng trong điều kiện bóng râm. Thân và bẹ của lá cây có màu vàng nâu và sẽ càng đậm dần khi về già. Còn lá của cây thì dạng bẹ kép thưa và mềm, khá giống với lại lá của cây cau. Mặt lá thì nhẵn bóng này, có màu xanh mướt và có các gân xanh. Người ta thường trồng cau tiểu trâm trong các chậu nhỏ hoặc trong bình thủy tinh để làm vật trang trí. Còn bên cạnh đó thì cau tiểu trâm cũng có loại cao từ khoảng 1,5 cho đến 1,7 m, phù hợp với không gian cho ngôi nhà của mọi người. Đó. Đấy là về một số cái ý cơ bản của cây tiểu trâm. Còn về cái ý nghĩa của cây tiểu trâm này á, cây cau tiểu trâm này thì cây cau tiểu trâm này thì nó quen thuộc với cả nhiều gia đình rồi, không chỉ là chỉ trồng được với mục đích là đơn thuần là trang trí và lọc không khí đâu, mà nó còn nhiều cái công dụng khác như là trừ được tà khí này, và là kiểu là bùa may mắn đem đến cho chúng ta sức khỏe này, tài lộc và thịnh vượng hơn. Niềm tin này thì xuất phát từ bởi cái dáng vẻ thanh cao của nó này, vươn thẳng và có kích thước nhỏ nhưng mà dễ sinh trưởng và có thể đại diện cho khả năng thích nghi, vươn lên mạnh mẽ và vượt qua thử thách. Theo phong thủy thì việc mà chọn vị trí phù hợp để mà có thể đặt một đồ vật rất là quan trọng, và cây cau tiểu trâm này cũng không ngoại lệ nhá. Sau đây thì mình sẽ nói cho các bạn biết về hai cách mà có thể để trang trí cái cây cau này, đặt ở vị trí nào. Đó, thứ nhất là ở trong cái không gian nhà ở của chúng ta thì cây cau tiểu trâm này được khuyên là có thể đặt ở cửa sổ này hoặc là cửa ra vào để có thể bảo vệ cái ngôi nhà của mình khỏi những điều xấu xa bên ngoài và có thể giúp cho ngôi nhà của mình an toàn và đem lại may mắn hơn. Thứ hai là về tạo cho không gian xanh trong cái nơi làm việc của mình. Đó. Thì đây là một loài cây đặc biệt, quen thuộc với cả chúng ta và gần gũi nên là chúng ta thường hay đặt ở văn phòng. Họ thì sẽ thường đặt ở là bàn làm việc này để cây cau có thể thu hút được những cái mảng bụi và tia điện tử có hại từ máy tính và điện thoại. Đó. Thì đó là hai cách mà hai vị trí có thể đặt cây cau nhé. Thông thường ấy, thì người mua thường sẽ hỏi cây cau tiểu trâm hợp với những mệnh nào. Thì cây cau tiểu trâm này với cái màu sắc nguyên thuần là một màu xanh mát mắt. Cây cau tiểu trâm thường sinh ra nhằm để khắc chế các tính cách nóng nảy của những người mệnh mộc này, rắc rối xảy đến, và đặc biệt là phù hợp với những mệnh mộc sinh năm 1972, 1973, 1988 và 1989. Bên cạnh đó nó cũng rất là phù hợp với những người mệnh thủy, tạo động lực ở vươn lên và hạn chế tính cách mềm yếu vốn có. Công dụng của cây này trong đời sống thì nó có rất là nhiều công dụng, với lợi thế là hình dáng nhỏ và dễ sinh trưởng. Công dụng phổ biến nhất của cây cau tiểu trâm đó chính là trang trí những góc nhỏ trong ngôi nhà như bàn làm việc, kệ tủ, bàn học, kệ cầu thang, để thêm sức xanh và cho thêm sự sinh động.
Ngoài ra, với cái những cây lớn hơn thì thường đặt ở, trồng trong chậu sứ và đặt ở hành lang, bệ cầu thang nối ra vào phòng khách, nhằm đem đến cho không gian sang trọng, trẻ trung và hút mắt trong ngôi nhà. Hơn thế nữa, với công dụng là lọc sạch không khí bằng cách vô hiệu hóa các chất độc hại như bụi bẩn, bức xạ từ máy tính, xăng dầu, khói thuốc lá, các tia bức xạ từ các đồ điện tử, thì cây sẽ giúp bảo vệ sức khỏe cho những người gia chủ. Cây cau tiểu trâm nó còn mang ý nghĩa vô cùng tích cực, đó là đại diện cho sức sống mạnh mẽ này, không ngừng vươn lên, và nó cũng trở thành một món quà tặng để khích lệ động viên trong những dịp đặc biệt như là thi cử, ở những dịp tân gia, lễ Tết, tháng trước, sinh nhật, khai trương. Đặc biệt với những người mắc một số bệnh về đường hô hấp như viêm xoang, hen suyễn thì chắc chắn là nên sở hữu một cây cau tiểu trâm, thì bạn sẽ thấy sức khỏe của mình cải thiện một cách rõ rệt. Còn về cách mà có thể chăm sóc này và trồng cái cây cau này á, thì đúng như mọi người nói thì cây cau tiểu trâm này là loài cây rất dễ trồng và chăm sóc, không cần phải nhiều ánh sáng. Vì thế mà bạn có thể để trong nhà một thời gian dài và vẫn có thể sinh trưởng được nhá. Nhưng mà cần chú ý tưới nước và lưu ý một số điểm như là về đất trồng này, thì đất phải đất thịt và chấu hun, phân hữu cơ và xỉ than là tổng hợp hoàn hảo để cây cau tiểu trâm này có thể tăng trưởng và phát triển tốt nhất. Về ánh sáng thì cây cau tiểu trâm này cũng không cần nhiều ánh sáng mới có thể sinh trưởng tốt được, và nhưng mà cây cau tiểu trâm này vẫn cần ánh sáng để mà thực hiện những chức năng của cây bạn. Và nếu trồng trong cái phòng tối thì hạn chế ánh sáng, và thì bạn nên lưu ý là phơi nắng khoảng 1 đến 2 tiếng vào một tuần, vào những buổi sáng nhé. Về nhiệt độ thì cây cau này thì không chịu được nhiệt độ khắc nghiệt lắm, nên là mình chỉ cần để trong nhà có môi trường nhiệt độ khoảng từ 17 đến 25 độ C thôi. Còn tưới nước thì do cây cau tiểu trâm này thì thuộc dạng trung bình, nên là tưới nước khoảng 2 đến 3 lần một tuần. Và nếu trồng cây cau thủy sinh thì cần duy trì lực nước khoảng là 1/2 chiều cao của bộ rễ đó. Về bón phân thì đây cũng là một bước vô cùng quan trọng để cây có thể phát triển tốt, và nên bón phân định kỳ mỗi tháng. Các loại phù hợp với cây cau tiểu trâm này là phân nhả chậm này, trùng quế, và có thể là phân vi sinh hữu cơ hoặc là loại mục hoặc là phân bò đó. Có thể bón luân phiên các loại này để có thể tăng cường dinh dưỡng hỗn hợp cho cây. Về phòng trừ sâu bệnh thì cây cau tiểu trâm này xuất hiện rất là ít sâu bệnh. Tuy nhiên thì đảm bảo cây phát triển tốt nhất thì chúng ta cần phải theo dõi thường xuyên và cắt những cái rễ hư này, lá héo, hay là lau sạch sâu rệp đi để nó không bị xuất hiện và xảy ra cái tình trạng nặng hơn đó. Hoặc là bạn có thể mua thuốc về phun đó. Thì đấy cũng là một số cái thông tin mà chị em đã chia sẻ, và về giá cả và cách mua ở đâu ấy, thì hiện nay có rất là nhiều địa điểm để có thể mua cái cây cau tiểu trâm này. Thì chúng ta có thể ra, hiện tại thì các bạn có thể ra showroom 39 cây đời nhá. Bây giờ bên mình đang có sẵn hàng luôn á, thì các bạn có thể liên hệ dưới góc trái màn hình thì mình sẽ tư vấn cho các bạn. Các bạn có thể gọi điện, nhắn tin cho shop để có thể mình sẽ tư vấn cho các bạn nhiệt tình và kỹ hơn về cái cây này. Còn cây này thì giá của nó rất là rẻ luôn á, nó phù hợp với cả ví tiền của các bạn. Nó có thể dao động từ 70 đến cả 200 nghìn tùy vào cái kích thước của cây. Đó. Xin chào mọi người. Thì hai chị em tớ kết thúc cái clip này ở đây. Xin chào các bạn.